Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Và để các bạn hỏi đời đâu, mình vô vấn đề luôn. Đầu tiên mình dừng ngay tại đây. Và mình có được 3 cái skill boy. Để xem mình có nâng cấp được cái gì đây không đã. Roller. Cái này là cái gì đây ta? Silent Strike. Bấm R1 để có thể đánh cận chiến, giết ngay tại chỗ luôn vào những con mà mấy con máy móc nhỏ hoặc là người, hoặc là sẽ gây đam rất là cao đối với những con nào mà với mức độ trung bình thì sẽ gây đam rất là cao. Nên mình đừng có lắp cái này luôn đi, tại cái này giống như một cái skill cơ bản vậy ha. Một cái nè, còn chúng ta còn hai điểm skill bomb, mình lên tới level 3 luôn. Hunter Reflex, sự phản xạ của kẻ đi săn, làm giảm thời gian khi bà đang ngắm. Nhìn cũng hay phết đấy. Có luôn. Silent Drop, nhảy xuống mà không gây ra tiếng động. Breath, dũng cảm hả? Concentration, sự tập trung. Tập trung khi ngắm. Bấm R3 để làm giảm thời gian. Cũng hay. Bấm Critical Hit, tăng đam. Bấm R1, đam cao thôi. Đối với những con nào đã bị đi gục rồi nha. Resistion, chính xác, sự chính xác. Như mấy cây giáo hay này nọ, tấn công gần sẽ làm tăng khả năng đẩy đối phương, làm giảm áo giáp và mấy cái phụ kiện gì đó. Forager Lure Call, cái này là dụ nó lại mình, dụ nó lại chỗ mình bằng cách thảy đồ rồi xong rồi chúng ta có thể set down này nọ. Healer, tăng tốc hồ máu bằng cái bịch hồ máu á. Còn này là lụm, chắc là lụm nhiều đồ hơn, là giống Far Cry đó. Mình nghĩ là mình nên up cái này đi, cái này có vẻ khá là hay, làm giảm thời gian cái kiểu, để mình thử thôi. Này để cho bạn sẽ thoải mái luôn. Và mình thích mấy game nào mà nó có khả năng xếp như thế này, chứ mấy game như Watch Dogs các bạn ấy. Bạn khi mà bạn chơi mà ai đó lỡ đụng với mấy bạn mà reset lại, cái là bạn ngồi chơi từ đầu luôn, bó tay luôn. Và nó không chia theo xếp như nào cho bạn có thể chơi nhiều người, ví dụ vậy. Nếu có nhu cầu chơi trên mấy bạn ví dụ vậy. Cho nên mình cũng không thích cho là mấy. Người game này thì các bạn là khác rồi đó, khác hơn như thế này nhiều. He said we go hunting this morning. Why isn't he here? Where's he gone to? Nếu mà có nhiều bạn nói là cái game này các bạn nó sẽ khác trên PS4 Pro. Và như hôm qua mình cũng đã nói rồi, cái game này nếu bạn nào coi Digital Foundry có phân tích thì bản PS4 Pro với PS4 này cũng không khác nhau là mấy. Đơn giản là một bên chạy 4K, một bên chạy 1080. Và chúng ta vẫn có một cái gọi là gì ta, ổn định trong cái frame rate, cho nên các bạn khỏi phải lo điều đó. Aloy, you're here. Did you want to be alone? No. We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. The North Gate? At the edge of the embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No. I'm fine. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast. To be shunned,
Rost, even if the tribe accepts me, I won't... There is much to do, Aloy. We will discuss this later. Okay. I'll go gather the parts, but I'm also going to pay Karst a visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right, see you at the North Gate. Ồ, có cái zip line luôn à. Biết trượt xuống đúng không ta? Chắc được. Đúng rồi, được chứ. Đi bằng này xuống lẹ hơn chứ đi. Mình cũng không phải biết đi đường nào. Tự nhiên mình thấy cái zip line đi luôn rồi. Ồ, có cái giáo nè. Bấm R1 đúng không? Ờ, để mình coi. Cung tên lửa. Chúng ta cần phải có 5 miếng kia với 3 cái miếng gì nữa nè. Mình cũng không rõ là cái miếng gì nhưng mà ok. Để mình xài cái cung tên thường đi. Tại giờ cung tên lửa mình chưa có, vậy là mình chưa có đồ để craft. Và ổng đang kêu mình phải đi lấy cung tên lửa ở đây. Wow, ok. Chúng ta có mấy cái campfire, mấy cái trại thì chúng ta sẽ thể fast travel lại. Fast travel lại, thậm chí còn phải lưu game lại được nữa. Giống như bên Rise of the Tomb Raider á. Thầm nhớ là vậy thôi, chứ mình có chơi game Rise of the Tomb Raider rồi. Và có walkthrough luôn, và nó cũng tương tự vậy. Mấy cái chỗ mà cắm trại là thường hay có safe này nọ kiểu. Mother's heart. Two more days, then I'll know what it's like in there. It's so many people coming in one place. I guess no one ever gets lonely in there. Chúng ta phải đi tới hai địa điểm rồi hả? Là một cái ngay đây, một cái ngay đâu nữa. Nó chỉ cũng khá là hữu hiệu chứ. Chỉ đường đi nhưng mà nó cứ tới đâu thì nó sẽ nhắc tới đó chứ không kiểu là nhắc để sẵn cái kiểu mà xa tích thò lò mà mình mò đường cũng khó. Nhất là game này nó lại không có minimap nữa. Tại nên game này cũng đẹp với phết đấy. Nói chứ trên một cái hệ máy già cổ như PS4 như thế này rồi mình cũng thấy là cũng rất là đẹp rồi. Phải nói là có khó hiếm khi mấy cái game mà như là này là nói chung là để coi. Chúng ta phải xếp nó lại thì nó mới bật lửa lên. Mình nhiều lúc cũng chưa cần xếp ngay bây giờ lắm đâu. Nhưng mà cứ xếp lại kiểu như là đi tới đâu may tới đó, lỡ có chuyện gì chúng ta còn lôi nó ra lại được. Bắn luôn phải không ta? Hay là chúng ta đi ngang qua luôn. Chúng ta thử lại coi. Nó có cái cục trên lưng nè. Tôi thử cái con này coi. Nhìn nãy giờ cũng muốn bắn lắm. Ô, một phát chết luôn. Nice. Bắn mình hay sao ta? Mà con mấy con này nó một phát ngay đầu dính rồi. Thôi cũng vui phết đấy chứ. Có mấy con này nhoi nhoi. Phát ngay đầu chết liền. Machine kill, ok. Shirt Watcher, con này có gì ta? Metal Shaw, White không mày? Lấy hết đi, cứ lấy hết đi. Có cái nòng ngắm nhìn của mấy con Watcher nữa. Ok. Chúng ta có thể tùy chỉnh lại vũ khí và quần áo của các bạn trong phần kia để mình vô mình coi thử. Crafting hả? Modify weapon, tùy chỉnh súng nè.
Ờ lộn, mình chơi mấy cái game bắn súng riết mà giờ mình cái gì cũng súng súng súng. Gì đây? Empty slot. Damage coil. À mình phải gắn cái cục này vô. Nó có hai cái slot đây. Tăng dam. First modification. Đúng rồi, mỗi cái cây này có hai cái slot. Và không biết cái slot dưới còn gì không ta. Hết rồi. Thì mình coi quần áo thôi. Outfit. Outfit chưa có gì hết rồi. Weapon. Kajar Hunter Bow. Cái này mình đang xài rồi. Special item. Này là gì đây? Trading for merchant. Cái này chúng ta có thể trade với mình người bán mà mình chuẩn bị tới đây. For later. Ok. Có lẽ là mình nên đi ba cái chỗ này trước tiên rồi mình nên bắn nó sau. Guard a play from Strider. Craft fire arrow, talk to cast. Nhưng mà chúng ta phải bắn, phải bắn với Strider chứ là. Có bắn lấy ba cái plays, chúng ta lấy được hai cái rồi. Nếu mình nghĩ là bắn ngay đầu là lại có điểm yếu, nó là lại hay hơn là bắn. Sao bỏ chạy hết trơn. Con này công nhận nó cũng ngu phết. Ồ, game này điều khiển nó cũng linh hoạt phết đó chứ. Đó, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Chúng ta phải search xem nó có place, đây có place. Chúng ta được hai cái rồi, còn một con nãy mình mới hạ đâu rồi. Còn cái này là cái gì đây? Ờ, để mình thò máu cái đó. Rồi xong mình sẽ lập cái này. Get it while I can. Đó. Place, có place đây. Chúng ta đã đủ. Ồ, nếu các bạn mà bấm vuông á là nó sẽ quay ngang cái cung nó bắn. Và có thể là cái ồ, cái cách nhìn nó sẽ khác hơn, cái góc nhìn nó sẽ khác hơn. Mấy cái xanh xanh này chắc là nó chỉ vị trí sao á, là mấy cái tím tím này nè. Là hình như là chỉ có mình thấy hay sao á. Ờ à, giờ nó cho mình craft này được rồi nè. Ồ nhưng mà chúng ta cần nhiều hơn thế nè. Thì chúng ta là craft được cung lửa rồi nè. Nhìn cũng ngọt phết đó chứ. Yo bitches. Còn nhảy lên. Ồ, cái game này hay vãi. Lúc mà bạn nhảy lên nó còn làm dừng thời gian nữa. Để làm lại cho bạn coi. Vô, dừng thời gian đó. Nhìn ngầu phết. Time to see Karst and get a tripcaster. Nếu mà bạn nào check in mấy cái lửa chạy thì các bạn còn thể fast travel lại được nữa, cho nên cũng rất là hữu hiệu nếu bạn nào đang chơi từ game này. Ok, chúng ta tới cái chỗ hàng gì rồi nè. Well, 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 an outcast on my doorstep, all mother protect me. Surprised you saw me the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do.
But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Ồ, vậy nó kêu là mình phải đưa cái miếng gì đó cho ông này. Mình nhớ lại coi hình này, nó kêu đưa cái gì đó. Hunter bow. Cái miếng, cái mắt của có con gì á. Ropecaster, ôi sao mình không thấy cái cục đó ta. Wire. Blaze metal. Panuk Traveler Box. Cái này là gì đây? À, hình như mấy cái này bản mà Free Sample Box. I thought you wanted a tripcaster. I thought you wanted a tripcaster. I'm ready to trade when you are. À, tripcaster. Mình cứ tưởng là mình phải đưa cái con mắt gì á. À, bên đây nó bị giải thích nè. Scrubber lens nó nằm tuốt bên phải, mình không có nhìn cái khúc đó. Mình cứ tưởng ủa sao mình không thấy cái gì mà scrubber lens hay gì, mình chỉ thấy gì tripcaster này nọ. Bye. Là tức là mình có rồi và mình mua, phải mua. Còn cái này là cái này là cái shop của ổng. Equip nè. Chưa slot. Chúng ta còn khá là nhiều slot, khỏi lo. Cho slot dưới đi. Tracer box. Còn mình hình như là cái này là bạn khi mà các bạn chơi cái Panuk Colon Bow Token. Ok, cái này hay. Cái này như các bạn mua bản Deluxe nó sẽ cho ở đây. Và mình mở thử. Bây giờ mình mới biết chỗ này là nó có thể bạn lấy được mấy cái đồ này. Còn lúc đầu mình cũng nghĩ là ổ vô game nó cũng chắc cũng cho, nhưng mà mình không biết khi nào mới lấy được. Thì ra cái này nó cho đây. Bypack, ammo, nó bán đạn nữa nè. Hèn chỉ thấy quá trời đồ luôn mà mình không biết cái gì. Nó bán cái vật liệu để chế tác. Tripcaster, practice how to use it someplace else, alright? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. I guess that concludes our business. All right. See you around. I've got what I need. Okay, và chúng ta đã có được tripcaster rồi. Để mình coi mình mở cái mấy cái hộp kia được không? Giờ nó vô chuyển sang tutorial cho cái này. Mà khoan cái này mình mở cái hộp ra. Mấy cái hộp hồi nãy mình lấy đâu ta? À, mấy cái này nó còn nâng cấp nữa nè. Ồ, cũng hay. Fast travel back. Modifying inventory. Đây. Treasure pack. Mình mở cái hộp không có gì chứ cái đã. View content. Tag all. Chai water, chill water, uống vô là bạn sẽ chill as fuck luôn. Fast travel pack. Oh, cái này chắc là nó cho mình fast travel hay sao? Mỗi lần là mỗi tính hay sao? Này mình cũng không rõ nữa. Nói chung từ từ mình sẽ biết. Còn mấy cái này là cái này bạn mua digital, deluxe bạn sẽ có. View content, một cái áo đây. Cái câu. Một cái cung mighty bow, yeah. Bitch. Hồ ngầu phết. Metal Shards, Rubber Land, một đống đồ luôn. Chắc là phụ trợ cho lúc mà game chính thức ra mắt. Steel Weave Modification. Cái này mình sẽ nghĩ là mình sẽ để dành cho mấy cái đồ xịn hút sâu. Tại vì còn khá là nhiều đồ. Take all luôn. Xong, chúng ta có quá trời đồ luôn. Watcher Heart, cái này dùng để trao đổi với thằng giao dịch chúng ta vừa mới giao dịch đó. Strapper Land cũng y chang vậy luôn. Còn nếu mà Modify thì chúng ta sẽ có những cái món khác. Này là cái gì đây? Shock Trap, ô 7, 7 điện luôn, ngon vậy. Outcast. Ô,
nếu bạn nào để ý, nó sẽ có một cái một số cái nâng cấp nhỏ nhỏ, các bạn để ý dưới bên effect á, cái hiệu ứng nè, tăng 10% độ chính xác, 10% gì đó đó, combat thì mình nghĩ là vậy. Còn cái này là 5 lửa, 5 shock, 5 điện rồi 5 gì đó đó. Ô nhìn cũng ngầu phết. Mà cái này chỉ có một cái slot để chúng ta thể một cái chỗ để chúng ta lo nâng cấp thôi, còn cái này tới hai cái lỗ lận. Và nó các bạn nhìn trên đầu thấy nó có hai cái miếng gì cũng khá là ngộ nghĩnh đấy. Và nhìn nó không có đơn giản như này. Để coi mình thử cái này đi. Ok, nhìn cũng ngọt đấy. Weapon. Chúng ta có hai cái cùng mới. Equip vô thôi. Bỏ qua đây coi. Khá là nhiều cung. Tripcaster. Mình mới bỏ cái Tripcaster phía dưới rồi. Cái này là chúng ta sẽ có đạn 15 cái, phá giáp 30, rồi bắn rồi à, mấy cái này cái đạn bình thường, tính đạn bình thường. Còn cái cung nó chỉ tính cái độ mức độ handling là cầm này nọ thôi. 80 chắc là cầm dễ hơn, mình nghĩ là vậy. Này cũng vậy, 80. Còn mấy cái mà mình đang dùng chỉ có đâu, cái bình thường cũng 80 cũng cũng không khác là mấy. Mà cái này mình còn được tăng đam nữa, tại vì nãy mình mới nâng cấp nhẹ cái kia. Tripcaster. Mấy cái này tính ra cũng không khác nhau là mấy ha. Mighty Bow, nhìn nó có vẻ đẹp hơn thôi, nhưng mình nghĩ là vậy. Để xem còn gì mới nữa không. Handling, Stale, Resist Corruption. Cũng khá là nhiều cái thú vị. Để gọi bạn bắt đầu được cái cuộc chơi. Một đống luôn, giờ nó unlock mình một đống luôn. Nhìn ngầu phết. So, Tripcaster. Thunderbolt Fire Roll. Panuk Tripcaster đây. Near an enemy đây rồi. Chúng ta sẽ chỉ nó vào dưới chân của con đó, với con không phản hẳn là bắn thẳng vào đó. Các bạn có thể bắn thẳng vào được luôn, nhưng mà nãy nó khuyên thì nên bắn ở dưới chân thì để shock cái con đó chứ không có. Còn mấy cái này mà con nghĩ là nó giết hẳn đâu. Ồ nhìn đẹp phết. Meet Ross ở the North Gate, chúng ta phải gọng phía bắc để đi tìm để nói chuyện lại với Ross, thì có lẽ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ không đưa ra rồi, cho nên ok, để xem mỏng có cái gì đây ta. Giờ chúng ta phải đi ngược lại nguyên một đoạn luôn. Phải thật, có những cái bộ đồ này nhìn đẹp ấy chứ. Ồ cái này mình chạy vô tới bên trong cái bộ lạc này luôn, không biết cái bộ lạc này nó có nói gì mà nữa. Tại bốn gì nó kêu mình là kẻ ngoại tộc mà nó không có chấp nhận. Thậm chí nãy nếu mà mình không nói thì chắc nó không thèm bán đồ cho mình đâu. Nó còn kêu là chỉ có riêng mình, nhưng riêng mỗi ông đó ông bán thôi, chứ thường mấy người thấy đâu có bán đồ cho mấy người ngoại tộc như mình. Mới có hồi đó mà cũng phân biệt lẫn nhau vậy. Nhưng mà có nhiều bạn đưa ra cho mình một số giả thuyết cũng hay lắm, vì mình thấy nhưng mà có đọc sơ qua rồi trên mạng internet. Thì đó chính là mấy cái này nó đã là kiểu như tương lai rồi. Và sau 1000 năm mà con người bị mấy cái cổ máy xâm chiếm này nọ, và chúng ta chỉ còn mấy con người rồi còn lại thôi, chứ không phải là hình như là tại sao người thời kỳ đồ đá mà lại có mấy con máy máy móc. Lúc đầu mình cũng chưa hiểu đâu, rồi các bạn cũng sẽ hiểu từ từ, cứ bình tĩnh các bạn, khỏi lo. Các bạn cứ theo dõi mình mỗi tập, cứ liên tục và đừng dừng lại, là các bạn sẽ biết cái nội dung của này nó về cái gì. Tại chính cơ bản là mình cũng chưa biết, trên hình cũng chả biết phải nói sao với các bạn. Ok, để mình nói chuyện với ông cha này. You have the fire arrows. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? I saw Karst and got that Tripcaster I was talking about.
I hate to think what that outlawed trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Perhaps. You'll know it's worth soon enough. I don't understand. Those explosions are outside the Embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Until then, we wait. Look, Rost. I've thought it through, and I'm not going to shun you after the proving, okay? I won't do it. I'm not about to pretend that you never raised me. Aloy, the law forbids all contact. It does, and I don't care. I know what duty means for you, Rost, but all tribal law has ever done for me is take things away. And that's not gonna happen again. Aloy, I must obey the law. And so you will. I knew you'd say that, so this is what we'll do. I'll come to you in secret. No one will see me, so I won't get in trouble. And I know you won't talk to me because it's against the law, but I'll talk to you. It'll be my crime, not yours. You'll just listen. And that's how we'll handle this. You've put a lot of thought into this. I know. So you can stop worrying. It's handled. Yes. So it is. Still a while to go before dark. I guess I'll get some rest. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. Đi ngủ ơi, đi ngủ ơi. Rest at the campfire. Opening a gate for an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the Embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. Mình nhớ có một câu khá là hay, đó chính là nếu như mà sống trong một cái thế giới như thế này, hoang dã như thế này và chúng ta thiếu như một cái luật, thì chúng ta cũng chả khác gì con thú, cho nên luật lệ cũng cần phải được tuân thủ. Mình nhớ là cái câu nói đó trong phim John Wick phần 2 rồi vậy. Thì đó, cho nên ông bố này ông cũng theo một cái luật. Và cái đó cũng có lý do để phải tuân theo, mặc dù ông là một kẻ ngoài tộc, kẻ ngoài đạo rồi. Ông này bị người ta ruồng bỏ, nhưng mà cũng là đều là người với nhau, nên có thể ông này sẽ vẫn không thể chấp nhận được điều đó, cho nên ông vẫn tuân theo. Và con bé này vẫn rất là thương ông, tại vốn gì ông nuôi dạy nó mà. Ok, chúng ta lấy được cái đó rồi. Ê, cái này chỉ đường cũng tiện chứ. Nó chỉ đường cho bạn biết một cái đường hướng cụ thể hơn, còn chứ nó cứ để sẵn các bạn chạy tới đúng lúc thì là bạn phải đi tìm hướng đi thế nào để tới cái điểm đó mà nó chỉ trên màn hình. Wow. Watcher. Để mình thử take down luôn được không ta? Khúc này là bị thấy rồi, nếu bạn bước ra bạn bị thấy. Mình sẽ với nút take down là nút nào đó. R1 đó. Nếu bạn làm như vậy nó sẽ nhanh hơn. Để xem con này có gì không. Cũng toàn dây nhỡ không à. Không có mẹ gì hết. The kills we passed are theirs. Tomorrow they will hunt again. They won't need to. Con này có gì? Watcher lens. Ồ, cái này watcher lens được. Cũng nữa. Chắc upgrade này nó với trade cho thằng kia được.
Có một số cái chúng sẽ cần để trade cho mấy người khác. Và các bạn có thể nâng cấp, nó giống như Far Cry, các bạn hãy nâng cấp để chứa được nhiều cung tên hơn chẳng hạn. Để coi mình craft được cái gì mình craft luôn vậy. Fire arrow nè, Hunter arrow, nói chung mình có một đống luôn. Fire arrow, Hunter arrow, nó cũng xài chung luôn. Đúng rồi, xài chung luôn. Để coi mình nó cái này nó khác nhau thế nào. Hunter nó khác ở chỗ là nó đẹp hơn nhiều. Nó đẹp hơn nhiều lắm luôn. Panuk, cái này cái cung tên bình thường, Kacha Hunter Bow, đúng không ta? Còn này là Kacha Mighty Bow, cây cung dũng mãnh. How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. I should stay out of sight. I can use the tall grass. Phần vui tới rồi, phần vui tới rồi. Okay, let's see. Where can I place my traps? Để mình coi mình spot được con nào mình spot ha. Chỗ này rất là dễ bị phát hiện. Sawtooth, kính. Place canister weakness. Nó có thể nó nếu mà bắn xuyên giáp á, nó sẽ chết, và lửa cũng vậy. Và lý do tại sao ông này ổng kêu mình đem theo cung tên lửa. Và để mình đổi cung tên cái này. Kill the sawtooth. Cái góc nhìn này cũng khá là thú vị chứ. Ok. Để coi là mình có tiếp cận được gần không. Cái camera của con này nó hơi khó chơi nha. Nó đâu, mấy con này lúc nào nó cũng đi theo một cái chu trình nhất định. Và nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy. Cho nên chúng ta không còn phải quá lo lắng về cái việc mà nó có quay lại không. Con này chắc chắn là chúng ta không thể nào. Dính lửa sao nó cũng không có xi nhê gì mấy ha. It saw me. Nhưng mà nhưng mà nó mất máu dần dần. Thấy mình rồi. Không sao. Cái bạn điều khiển cái game này á cũng khá là thoải mái. Để bạn né những cái cuộc đánh như thế này nó cũng không quá là khó đâu. Và mình khá là thích rồi đó. Như vậy mới vui chứ. Ok,
máu đi em, hút máu đi em. Chết chắc rồi, con này chết chắc rồi. Máu cũng mất càng lúc càng nhiều mà. Defeated the Sawtooth. Oh, quá là ngon. Chúng ta lấy được cái trái tim của con này. Take all. Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. No. Follow. These are Nora hunting lands. They must be protected. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years, you've trained to win the proving, but only for yourself. As a brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. That is the lesson you must learn. And remember it. After the proving. And after I'm gone. We're finished here. Follow. Dawn has passed. This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. When it is time for you to go to Mother's Heart, I'll be waiting for you along the way. I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for something, it'll have to be something I believe in. Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. I'll go back to the cabin with you. I'm not heading there just yet. I have other plans. Oh, such as? I'll be waiting for you when it is time. I'll see you at Mother's Heart then. You will. Giờ mới để là công bố này, ông để đầu cái đầu chất ghê luôn. Họ cái thời điểm này mà để cái đầu man bun nhìn chất vãi luôn. Chúng ta được một skill boy. Yeah baby. Skill boy, ồ không, hai cái lệnh nha. Hai cái thì chúng ta up được cái đống này, mình nghĩ là vậy. Mỗi này chắc nó càng lúc nó càng tăng. Cái như này để họ đòi hỏi hai cái, ba cái, bốn cái. Heavy lifter. Ôi, nó cầm nguyên cái súng hàng nặng nó bắn luôn. Nãy mình có upgrade cái này mà ta. Oh. À, nãy mình quên chưa bật R3, hàng chi nó không làm giảm thời gian. Bấm R1 for ha. Attack. Cái này chắc cũng chưa cần lắm đâu. Healer. Này đi. Này nó làm hồi máu nhanh hơn bằng cái cục kia. Resistance là làm cái này mình chưa có nâng cấp nè. Các bạn thấy hình cái hình mà cái shield bị vỡ là độ chính xác cao đó. Tức là nếu bạn nào up cái độ chính xác thì bạn bắn một cái lúc nào nó cũng vỡ shield này nọ kiểu, và có thể là damage cao hơn. Cho nên mình vẫn sẽ có thể ưu tiên cái này đi đã. Inventory. Ok, để coi cái weapon này nó sao đây. Và để coi mình mod được không. Mình nghĩ là nếu mà mình mod thì nó vẫn sẽ có khả năng, nếu mà các bạn hãy mod lại được trong những lúc sau. Sao có nút mod ta? Đây là mod nằm bên này, mình quên vô này. Mighty Bow. Handling xem còn cái nào không ta.
con cái thôi hả? Chia coin. Có cái à? Hết rồi, còn nhiêu hết rồi. Nó làm tăng thêm cái đam mà đam xuyên giáp á kiểu. Cái này là bạn sẽ tăng thêm cái lượng đạn này nọ mà các bạn hãy đem theo. Ồ, cái này cũng hay với outfit satchel. Này mình nghĩ là mình nên thêm vũ khí hay có hay là vũ đạn như sao? Increase your potion pouch. Máu me cũng là một vấn đề cũng khá là quan tâm đấy chứ, đáng để quan tâm. Và chúng ta cần thêm metal vessel, các bạn upgrade bằng những cái đồ bằng mạng lượm được. À, chứ không phải là upgrade bằng cái điểm này nọ. Cái này giống y chang như bên Far Cry á. Các bạn phải đi tìm đồ đó, hồi mình chơi cái trò đó mình cũng tìm banh sát mình up sạch bách luôn, up hết luôn. Hunter Quiver. Cái này là sẽ làm thêm số lượng bên trong này nọ kiểu. Create job. Cái là để bạn muốn upgrade thêm á thì bạn sẽ bỏ thêm vô. Rồi, ok ngon. Ammo để coi mình còn gì để nâng cấp nữa không. Treasure box. General reward box. Metal vessel, ô một đống luôn. Và cái này mình cũng đang cần metal vessel gì để nâng cấp cái gì á. Và vô tình là trong cái này nó cũng có luôn. Crafting. Carry capacity. Hunter bow quiver. Này thì không. Potion. Metal vessel mình cần thêm 7 cái nữa mới được. Mới nâng máu được. Cho ít quá. Modify thứ này. Steel weave nè. Bỏ vô luôn. Đúng không? Phải bỏ vô luôn mới được. Ok, ngon lành. Một đống luôn đó, giờ nó hiện một đống luôn. New main quest. Nhiều chính. Để mình coi lại coi. Hunter bow. Mình để nhiều bow quá chắc cũng không cần thiết đâu ha. Tại mấy cái bô này mình nghĩ cái nhiệm vụ nó cũng khá là giống nhau cho nên mình sẽ bỏ bớt đi. Skill boy. Inventory. Catcher Hunter Bow, cái này chắc bỏ đi. Không cần thiết đâu. Tại vốn gì mấy cái kia nó cũng na ná như vậy. Nếu mà nó có sự khác biệt thì mình sẽ để vô, còn cái này nó cũng không khác là mấy. Ồ, cái này nếu mà bạn upgrade cái kia nó tăng tới tăng xuyên giáp tới 27 lần. Cũng hay. Hone drop. Drop à, cái này dục mà. Modify, nếu bạn đã modify weapon rồi, chỉnh sửa rồi thì bạn sẽ không chỉnh sửa lại được. Mình để coi mình có lấy cái miếng này ra được không? Không, chúng ta không lấy miếng này được. Một khi đã gắn rồi gắn luôn chứ không có tháo ra được nữa. Chúng ta vẫn còn đang làm quen với tựa game này. Và có lẽ mình đang hiểu hơn về cái vấn đề rồi. Chúng ta cứ lấy đồ hết đi. Cái vessel mình cũng không biết phải lấy từ đâu nữa ta. Hình như có khi là đánh quái gì đó. Còn nãy vô tình mở cái hộp kia nó cho là cũng được. Spider. Mình cứ đi nói chuyện với ba mình đi chứ thì tính. That'll help. Mấy cái này thì sao ta? Whoa. Coi đây, Strider luôn hả? You're not gonna be the one to stop me. Nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi.
Nếu bạn bấm R3 là nó còn tăng đam nữa. Chúng thử lại thêm lần nữa coi. Cái con này nó bự vậy. Nhìn cái gì? Không, công nhận nó hồi máu, nhiều chỗ nó hồi máu liên tục. Cho nên các bạn khỏi phải lo là hết máu trong từ game này. Và cứ thế mà chiến thôi. Resist Fire Weave. Cái đó bạn có modification mode cho quần áo á. Các bạn có thể làm kháng lửa. Nếu bạn bỏ cái đó vô. Để coi ngay đây có gì không ta. Place Corruption Weave. Giảm cái việc mà bị có vấn đề. Corrupt là mình nói quên, mình hiểu, nhưng mà ý là mình quên cái cách nói trong tiếng Việt nên nó cũng không không biết có giải thích sao, kiểu như là bị nhiễu này nọ kiểu. Cũng không khó lắm. Nếu bạn nào nhắm thẳng ngay đầu 180 đam cũng khá là cao. Bắn mấy con heo này được không ta? Một phát ngay mông. Thấy mình cũng rảnh lắm. Mình tự thấy mình cũng rảnh lắm. Mày chạy đâu? Vỡ cái mông ra. Ồ cái này chúng ta có lấy. Ồ cái này chúng ta lấy được luôn nha. Fatimid. À mấy con này chúng ta phải giết để chúng ta lấy thịt thịt. Và thịt lớn lên là các bạn thể nâng cấp đồ này nọ kiểu. Giống y hệt Far Cry luôn. Nâng cấp mà kiểu như chứa nhiều đồ hơn này nọ kiểu. Cái đó mình sẽ làm những cái nhiệm vụ thường để mình nâng cấp mấy cái đó sau. Và nhiệm vụ chính thì mọi người mình sẽ để sau để mình quay cho bạn coi. Và mình sẽ cố gắng để làm cho nó quay cho nó hoàn thiện hơn, đồ mạnh hơn, đánh dễ hơn cái kiểu như vậy, để sau này đi cốt truyện chúng ta đỡ bỡ ngỡ kiểu. Không phải chờ vừa mới tối đi giờ đúng sáng luôn. Mother's Hurt. Okay. Để con này coi. Con gà tây. Ồ cũng hay. Vậy là mấy con này các bạn bắn là vẫn có phải có lý do để bắn á. Tức là chúng ta cũng cần phải giết mấy con này để lấy đồ để nâng cấp cái kiểu. Hey dad. So, it's time. Are you ready? Yes. I guess. It's louder than I expected. You've never been so close before. I guess everything's bigger up close. Soon it'll all seem familiar. Like home. I don't know about that. Look for High Matriarch Tirsa. She'll help you. Any other concerns? Any final lessons before I head in? No. You've learned every lesson the wilds have to teach. It was you who taught me, not the wilds. Not sure my bow and spear will be much help in there, though. It is with bow and spear that you'll win what you've wanted all these years, Aloy. Answers. What should I expect once I'm inside? There'll be people celebrating and feasting. More than you've ever seen in one place. No other village compares to Mother's Heart. It is the seat of the High Matriarchs, a center of Nora life, a jewel of the sacred land. Give it time, and you'll grow fond of it. As I was, back when I was at the tribe. Are you sure they're gonna let me in? I've told you, Aloy. By law, any child outcast can run in the proving. And any who pass are made braves and are outcasts no more. I know that. But not everyone follows the law like you do, Rost. Have faith, Aloy. The tribe will honor your right. I'm ready to do this. See you back home in a few days? You will not find me there, Aloy. Here. Take this to remember. Why are you talking like we'll never see each other again? No,
No. You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Until now, I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This is goodbye. No, it's not. You taught me how to track. Wherever you go, I can follow. Not this time. This time. And every time. I'll be wearing this when I find you. May All Mother bless you, Aloy. And you. Thấy cái câu chuyện này nó càng lúc nó càng buồn nha. Và bố nó là vẫn là kẻ ngoại đạo, vẫn không được chứng minh và vẫn không. You will turn back outcast or bleed. Your choice. Make way! Make way! Braves, stand aside. She is welcome here. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. I've been waiting for this day a long time. You have? Oh, yes. But for the moment, I must leave you. I have other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Karja, come to observe the proving, and oh, how the Nora hate the Karja. Karja? But that's my problem. We will talk later. In the meantime, enjoy the festival. Oh, down the path to the right, you'll find an old friend who can't wait to see you. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. What is going on? Ông bố ha, ổng thì sau này ổng vẫn là chỉ là người ngoại đạo và vẫn không được mọi người công nhận. Con bé này vẫn phải sống để cho chính bản thân nó. Và ông bố tự chọn cách để ông bố vẫn chọn tự chọn cách để tự xử cho bản thân. Cũng khá là tội. Mình cũng thấy có nhiều cái kiểu đó trong mấy cái phim Hàn Quốc hay gì đó hay mình nhớ vậy. Phim Hàn Quốc rồi phim mấy kiểu nó cũng khá là y chang như vậy, và người hy sinh đều phải là người lớn đó, ba má kiểu, và họ đều hy sinh cho con mình, đúng là hậu dữ không đặng thịt con mà. Đẹp phết đấy chứ, đẹp vãi nồi luôn. John Nora Hunter, cái chỗ cái tộc là tộc Nora. Aloy, it's you, isn't it? Đi đây, hello mấy cưng. Oh, Tess, thằng này mình gặp rồi nè. It is Aloy, isn't it? I'm remembering your name correctly. Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. I see you don't recognize me. Well, it was a long time ago. Teb is my name. You were half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again, if you came to run in the proving. As you can see, I didn't turn out to be much of a hunter. I served the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What's it going to cost? Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. Ồ, và nãy giờ ta tặng, nó tặng đồ cho mình luôn nè.
Nó lấy luôn. Nếu mình mới coi rồi nè, có cái gì vậy nè, mình khoan equip sẵn rồi. Còn cái này thì các bạn tốn tiền đó. Ồ mà nó có render trực tiếp cho các bạn coi luôn. Silent Hunter Medium. Ồ tăng cái độ mà này nọ lên 40 nữa. Nhưng mà cái này độ màu xanh cho mình nghĩ sẽ không có độ mạnh nữa. Free sample box. There. Try it on whenever you feel like it. Thank you, Tep. I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about envoys from another tribe? Yes, that's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred land for the first time in years. I'd expect to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. Oh, thằng này cũng đóng một cái vai trò là có thể trade đồ trong game nữa nè. Thì mình dự đoán luôn, để mình coi đồ nãy nó cho mình sao rồi. Outfit này chả có effect gì hết. Và cái này chúng ta cũng không cần thiết phải mặc cho lắm. Tại đồ chúng ta đang là đồ hiếm, rare. Và đồ của này cho đồ bình thường thôi, mà sẽ nó cay thôi. Cho nên chắc cũng không cần phải mặc đâu, kệ đi. Nãy nó cho mình một cái hộp thì sao? Fast travel back full health potion, có cái hộp hồi máu full luôn. Hình như mình nghĩ là mình unlock được cái máu rồi đó, potion. Nhưng sao nó cho nãy mình cho mấy cái luôn mà ta? Ủa nó cho quá trời luôn à? Resource Metal Vessel Capacity 20 hả? Mình sẽ có 10 miếng hả? Kệ đi tiếp nè. Cái gì đây? Cái này chắc đang tiệc tùng nó kiểu nhìn đẹp phết đấy chứ. Bộ lạc mà nó làm cũng kỹ càng ghê. Ok, và chúng ta đi lên để xem để nói chuyện bà Teresa cái đã. Metal vessel check. Ồ, nếu mình check lại xem để nó có tính hay không. Metal vessel 12, đúng rồi. Nãy nó cho mình có 1 cái à, quên. Health potion. Mỗi cái 3 cái nè. Trader the Merchant. Ủa cái thằng come on over, Aloy. Có cái thằng hôm bữa nè. Cái thằng hồi nãy nè. In a moment we shall bless the proving. But first we have guests to welcome. For 2 years we have been at peace with the Karja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of peace. 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 An annunciation of gratitude written killers by and the slavers. Hand of yeah. Sun King of killers and slavers! Hey! Luminance! Hold your fruit, Nora Faithful. Hold your fruit. Now I'm Azaram, not Karja. So I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bung. Oh, he was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for a blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th King is dead. 2 years now. And who killed him? The 14th. Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! The
message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Thank you. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the Radiant Line. Để xem nó phát hiện được cái gì cái ông này ta. Unknown device detected. Có thể là một cái focus hoặc là một cái thiết bị cá nhân nào đó để bảo đảm một cái đường truyền ổn định, đường truyền an toàn chứ. Human Iris, ai chưa biết thằng Iris à? Chúng ta phải nói chuyện với ông này. Mấy thằng này cũng dị dạng lắm à. Nhưng thằng trên đây nó cũng có vấn đề lắm luôn. It's for the goddess to judge the past. Just like mine. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places. Forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. A malfunction. Olin, you making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Now, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine-breakers to a one. It might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. I'll even introduce you to my sister. She's got more connections than I do. I thought you said she was captured and killed by the last Sun King. Ha! Captured, yes. Killed, no. That takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away. Now she's captain of the entire Vanguard. That's quite a story. Maybe I'll tell it to you sometime over a drink. Anyway, I have to go to that blessing thing, too. So, see you around, maybe? Để nói thẳng ra cho các bạn biết thì mình nghĩ mấy thằng này có vấn đề lắm luôn. Có vấn đề lắm luôn. Các bạn có thấy rồi đó. Điển hình là cái thằng này. Cái thằng này nhìn nó sao sao á. Ý mình là có vấn đề là tại trước giờ mình cũng chơi nhiều cái game và nhiều cái có lẽ có phim này nhiều có nhiều cái câu chuyện mà nó cũng đẩy hướng mình suy nghĩ khác đi tí. Và tại sao mình nói như vậy? Thì thường như bạn này cũng phải coi cái cutscene cũng đã nói rồi và cái tộc của nó là cái vị vua The Sun King á, vua mặt trời á, thứ 13 rất là tàn bạo. Và có ai đó phải đứng lên để chấm dứt cái sự tàn bạo của ông đó là cái ông thứ 14 ông lên cách đây được khoảng mấy ngày đó.
hai tháng hay sao á, hai tuần hay hai tháng gì đó lên chấm dứt cái ông đó và xử lý ông đó vì dở hành vi vô thứ 4 và lãnh đạo cái bộ tộc đó vào đến đây để xin lỗi những người dân ở tộc Nora này. Và theo cá nhân mình nghĩ thì mình nghĩ đó giống như một cái âm mưu để cho một cái gì đó to hơn, lớn hơn, ví dụ giả vờ để xin lỗi để đồ trà trộn đột nhập vô, giống như các bạn có phim, có phim gì có sư tử thành Troy gì đó kìa, bạn sẽ biết xin lỗi với một cái cớ, và cái mục đích chính đó chính là để qua tấn công và cái làng này tiêu diệt hoàn toàn. Và có thể là cái đó cũng là cái suy nghĩ cá nhân thôi, mình nghĩ là cũng có thể xảy ra chứ, cũng có thể, cho nên mình cũng không tin mấy cái thằng này cho lắm đâu. Thì tôi nói chuyện với bà này cái đã. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của mình, và mình cũng chưa coi spoil này nọ, kiểu mình cũng chỉ là đoán vậy thôi. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Blasphemy, sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. In honor of Rost and all he did to help me get here. All mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. There's Olin. I have some questions for him. Và nó kêu là talk to Olin. Cái nhiệm vụ nó có thể là có làm cũng được, không làm cũng sao. Optional mà. Mode enter the Hunter's Lodge. Có lẽ mình sẽ vào cái vị trí luôn. Vô hẳn luôn. Để mình nói chuyện hôm nay cũng được. Hello, Olin. You know my name. Ah, guess Aaron told you. Why did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for crowds. Maybe I should just turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. I've never seen anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin, north of the claim. That's our name for the Aseram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've dealt yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. When we spoke earlier, you winced. Then looked like you were in pain or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you, it malfunctioned. Happens all the time. Mine's never malfunctioned, and I've had it since I was a child. So yours is in better shape then. I'm sure the land here is full of relics. Seeing how you Nora are too scared to delve the ruins. Because they think ruins are cursed. But I never said I think that. If the North acknowledges a curse, I'm inclined to agree. What are you doing here, Olin? Why come to Noraland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking, that's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost.
When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer? Just another outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the king's court. That's all. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. Always best to make every day count. Thằng cha này có nhiều cái đáng nghi lắm luôn. Và lý do tại sao mình chọn là mình chỉ nói đơn giản là cái của tôi chưa bao giờ bị. Thì nó có thể theo cái chiều hướng khác nếu bạn công kích người ta trước. Kiểu như là bạn nói tại sao mày lại nói dối tao, ví dụ vậy. Cho nên mình mong có một cái gì đó từ cái thằng đó. Và nói chung là sau cái đó là mình cũng không thấy gì khác. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là chúng ta sẽ góp một thông tin này nọ, nhưng mà thật chất là không có gì hết. Motherless chuff. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Oh, this is the bedhouse? With you standing guard, I figured it was the latrine. Your very presence here. Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. Trời mắt cái thằng này nó chảnh chó mà nó mất dạy từ bé luôn á. Mất dạy từ bé là có thật luôn. Nó mất dạy tới bây giờ luôn, lớn là vẫn không khác thôi nha. Sau bao nhiêu năm gặp lại nó vẫn không đỡ hơn được tí nào. Nhìn là muốn đập vô mặt một phát rồi. We saw you talking with the outsiders. Mình phải nói chuyện nó mới ghê chứ. Talk to Bass. Them to take you either, huh? Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. Too bad for you that I'm gonna win it then. I've trained all my life for this. If I lost to you, I'd make myself an outcast for life. Don't overestimate yourself. You wouldn't last long in the wilds. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. You should cherish it. If Rost hadn't shot my stone from the air, you'd be missing an eye. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Nice job handling boss. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bost, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it.
Okay. Thanks. Cái này mình nghĩ là nếu mà mình đi ngủ xong thì nó sẽ chuyển sang cái nhiệm vụ ngày mai luôn. Và có lẽ mình sẽ tạm dừng tại đây. Và với cái tập thứ hai này mình cũng mong sự có sự ủng hộ từ các bạn như cái tập đầu tiên vào ngày hôm qua. Và hôm qua đó nó vượt trên cái kỳ vọng của mình tới 200+ like và share rất là nhiều. Mình rất là cảm kích video đó. Mình cũng rất là mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục một cái đà này, vẫn sự cái ủng hộ lớn này trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn trong những ngày tiếp theo. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và có lẽ buổi chiều nay nó sẽ có thêm Ghost Recon nữa, nếu mà mình có thể kịp up lên cho bạn coi. Và nếu mà theo như tại mình nghĩ là theo một cái chiều hướng theo lịch trình ra phát sóng như thế này thì chúng ta còn hẳn một ngày để có thể là hoàn thiện nhất có thể, thì có lẽ mình sẽ tạm thời chưa có up nhiều về mấy cái Ghost Recon đâu, nhưng những ngày tiếp theo có thể đó. Và mình cũng sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất với những tựa game đỉnh hơn, và Horizon Zero Dawn là một trong số đó. Chúng ta vẫn sẽ có nhiều tập thú vị hơn nữa và dài như thế này để cho bạn có thể coi thoải mái và chất lượng tốt nhất có thể mà các bạn hãy coi được trên YouTube này. Ý là mình không nói với YouTube, nhưng mà đối với những giới làm YouTuber Việt Nam như mình thì mình sẽ cố gắng đem lại cho các bạn cái trải nghiệm tốt nhất có thể. Và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình dài dài. Và mình cũng chỉ có một cái câu hỏi thêm về một series mới này, và mình cũng đang gần với 39,000 subscriber, thì mình cũng chỉ muốn hỏi các bạn một câu, và các bạn hãy cho mình biết trong phần comment phía dưới, đó chính là các bạn biết đến mình từ cái series nào của mình, và các bạn có thích nó hay không, cái cách mà mình truyền tải nội dung đến người xem là các bạn đây, để mình còn biết, để mình còn cải thiện hơn trong những cái tựa game tiếp theo và về nội dung bình luận nó kiểu và cách nói chuyện này nọ chuyên nghiệp hay không, và có phù hợp với theo hướng mà các bạn thích hay không. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem qua, và mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể. Bye bye.